Đâu sóc chạy đâu rồi? Sóc chạy đâu rồi? Nào, các bạn ơi, sau một thời gian mình túc mục thì mình đã tạo ra được một chiếc kiếm như này, các bạn nhìn thấy chưa? Hay tương đối đẹp. Nó rất chi là cứng cáp và chắc chắn các bạn ơi. Nào, đấu. Chiu, chiu. Nào ra đây. Con nào ra đây đấu với tao? Đấu kiếm không? Ra đây. À chạy à? Chạy à? Chiu. Chiu chiu chiu. Nào, ra đây. Mày ra đây. Thôi để cho nó chơi ở đây đi, mình sẽ tiếp tục chế biến thêm một cái khiên chắn nữa các bạn nhé. Các bạn thấy chúng nó nghịch không? Có nghịch không? Nghịch kinh khủng lắm nhỉ. Này này, chạy này, treo lên đầu giờ này. Thật sự là không thể được. Nếu mà ai mà nóng tính thì không thể chơi mấy con này được. Nó nghịch kinh khủng lắm. Chốc nó treo lên đầu mà nó lại đái đỉnh lưng này. Treo lên vai, treo lên áo. Thế là đái ngay ở trên đỉnh vai. Thế mới đẻo như này. Cứ thấy ấm ấm nóng nóng. Thế là biết ngay đấy. Nó cứ chạy lên người mình cứ như là không này. Tài này. Tiền sư như nó nhỉ. Đây các bạn ơi, mình đã chế tạo xong rồi này. Đấy, mình sẽ đặt những cái này vào. Mình dán như thế này các bạn này. Đấy, nhìn nó có đẹp không? 7 sắc cầu vồng luôn nhỉ. À đâu, lấy đâu được 7 sắc, mới được có 3 sắc nhỉ. Đấy, nhìn cái chiếc khiên chắn nhìn đẹp không? Cộng với một cái chiếc kiếm này các bạn này. Úi xì, các bạn có biết hôm nay mình làm gì không? Rồi các bạn sẽ xem tiếp video nhé. Mày ngửi cái gì? Mày ngửi cái gì? Ngửi cái gì? Ngửi cái gì? Ấy, nó cảm cái dây của mình đi. Chưa nhìn thấy rùa bao giờ hả? Chưa nhìn thấy rùa bao giờ? Là có nào ra đây dám chiến với cụ không? Khả sóc, có nào dám chiến với cụ không? Hai con song kiếm hợp bích, nào mà đấu với cụ sợ gì? Hay con này mày có thích đeo kiếm không? Cụ treo lên tận chân rồi, cụ treo lên đi, cụ có ngại ngùng gì đâu, cụ treo lên bình thường. Này ngã này, ngã này, ngã này, ngã lộn cổ này, ngã lộn cổ này. À cụ biết, cụ biết, cụ lại lùi lại, khôn phết đấy, khôn phết đấy, lại lùi lại. Con này, cái con này nghịch, 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 nghịch. Để cụ sang bên này xem cụ có biết lùi lại không nhá các bạn nhé. Cụ nhìn thấy vực thẳm là cụ lại quay đầu lại đấy. Quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. Cụ có tuổi rồi cho nên là cụ thông minh lắm. Sao? Ô, cụ đi thẳng á? Cụ không sợ ngã á? Con sóc đang hóng cụ đấy. Này mày cắn đít cụ à?
con này giỏi nhỉ. Ngã, may quá mình vừa đỡ cái tay. Sóc này hiếu kỳ hơn cả vịt. Vịt chip chip nó còn không thèm động vào cụ, nhưng sóc này không sợ, sóc này ngửi mồm cụ luôn. Đấu khẩu luôn, chiếu tướng luôn đấy, đùa. Cụ đi nhanh phết này. Mỏi chưa? Mỏi chưa cụ? Cụ mỏi chưa? Hai cái con này cứ rình. Đái đấy, đấy các bạn nhìn này, đã đái vào quần của mình này. Đấy, một con trèo đỉnh vai này. Lằng hoằng chốc lại đái giờ này. Mày làm gì ấy? Thôi bây giờ mình phải cho cụ về chỗ đấy không cụ? Chơi chán này các bạn ơi. Ồ, thế này mất con sóc. Trong nhà. Bây giờ chỉ còn một con này các bạn ơi. Con này nó chơi mỏi quá, nó ngồi lên nó ngủ rồi. Nó lấy cái gì nó chạy khắp cả trời thì nó... Có khi nào nó chạy lên trên tầng thượng. Chết rồi, cái cửa này lấy con không, nó không đóng. Lấy cái cửa này con không đóng ra hàng sau một vớ vẩn mèo nhà hàng xóm nó vồ mất ấy. Gió to lại chưa chắc ra đây nó lại lùi lại. Gió. Thế đấy. Bố ngó ngó của con ở trong các cái góc này này. Để con đi tìm lại ở trên tầng này xem nào. Không có. Phòng này thì không thấy à. Có nó chạy nhăng ngay mà. Hay lên tầng thượng nhỉ. Ồ. Không có. Có. Không có. Có mình gọi nó ra luôn mà. Ủa đâu mất rồi. Chết rồi. Không thấy đâu. Thế mẹ này. Sau một hồi mình tìm túc mục thì hóa ra là nó lên đỉnh tầng thượng các bạn ơi. Nó chui theo cái đường ống này xuống. Giờ nó đang mắc ở đây này. Nó đang mắc ở trong này. Ồ lạ nhỉ, hôm nay con này nó của mình nó biết là lên tầng thượng các bạn nhé. Nó biết là lên tầng thượng, nó lại chui theo cái đường ống cống này. Đấy. Bắt đầu chắc là nó rơi từ trên kia xuống đây. Bây giờ nó đang ở trong này. Mình tìm mãi, mình nghi chỉ có ở trong ống cống này thôi. Nhưng mà hóa ra ra đây thì mình thấy nó kêu ở đây này. Đây các bạn này. Cái ống này của bố có hàn chết không? À đây hả đây. Hở đây. Ôi may quá. May quá. Đây rồi. Ui ướt hết rồi. Ướt. Cái ống kẹp được một. Kể cả bèo vỡ ống được chả sao. Con cái mắt này mới khó. Thế nào lại chui lên tầng thượng, vẫn chui vào trong ống cống này thế như này. Mày, nó gọi thế chít chít cả. Nào,
ra đây. Chít. Ra đây ông. Kiểu nó vẫn chặt. Ra đúng rồi. Rồi. Tôi cả nó. Đấy, thế là ra được, ướt hết rồi. May là cái cống này nhà mình là cái cống nước mưa các bạn ạ. Nó mà cống nước thải thì nó chui vào 7 phút thì mất con sóc này luôn. Nó cống nước mưa, kể cả nó mà không mắc ở đây thì nó vẫn trôi ra ngoài đồng kia. Mình đã cho một người trực ở ngoài đấy rồi. Bởi vì mình đoán 100% chỉ có chơi vào ống cống này thôi, còn không có chui được nào khác cả. May quá. Mà sao rơi đến đây nó lại không chạy tiếp vô nhỉ? Hay ở dưới này có nước? Nước, đây này đoạn này trũng này. Đoạn này đoạn trũng nhất là có nước. Trũng nó võng xuống. May quá các bạn ạ. Tắc nước này lùi lại nữa, không tắc nước là chạy thông về đằng kia. Chạy thông về đằng kia.